Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người tham gia một chương trình iGroup cũng như là một cái dự án thôi các bạn. Nhận tóc cần ối UNI các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình Telegram các bạn start chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn chờ. Rồi phần chương trình iGroup đây sao nó các bạn bấm vào let's start nha các bạn. Uniswap. Rồi các bạn nhiệm vụ các bạn join vào kênh Telegram group nữa mà. Đây là website của nó. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Khi tham gia dự án hôm nay chúng ta mình nhận được 400 token có ký hiệu là UNI các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Rồi bạn bấm don các bạn. Rồi tất cả các bạn điền cái username Telegram của các bạn nha bạn. Còn anh 1133. Rồi các bạn bấm next nha bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow Twitter và Twitter bạn. Các bạn cũng nhấp vào trang shader của nó nè, góc phần nè. Các bạn theo dõi các bạn. Các bạn like và tự quyết lại nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha bạn. Rồi bạn bấm don nha bạn. À con quét máy mình. Rồi bạn điền lại username nha, trang trader của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở cái Telegram ra. Cộng MMO Ngọc Anh. Rồi. Rồi các bạn điền địa chỉ về C20 bên dưới chút collect máy xe collect ra các bạn. Và các bạn chờ mình chút mình uống nước các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ ETH của mình ra các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn chưa mình dán ở đây nghe mà cho bạn gửi cho bot nghe mà. Rồi các bạn lấy đường dép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận 400 tóc cần balance nha bạn. Mình sẽ gặp số tóc cần của mình nha bạn. Rồi mình nhận được 400 tóc cần UNI nha bạn. Bấm lên dép lên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân mà quýt giao đó thứ. Còn chương trình iGroup này nó trong chương trình bán hàng phi sale nha các bạn. Sau khi chương trình bán hàng phi sale kết thúc nó sẽ phóng khóa cho các bạn và có thông tin gì mình sẽ cập nhật cho các bạn nha. Vậy video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.